Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với giải đua chó mở rộng đang được diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Lúc này thì 10 chú chó đến từ 13 quốc gia khác nhau đang sẵn sàng. Và như vậy là cuộc đua đã chính thức được bắt đầu. Những bước chạy đầu tiên của các chú chó thực sự rất thần tốc. Và bây giờ đang dẫn đầu đoàn đua là chú chó mang số báo danh 08, chú chó trắng đến từ Australia. Xếp vị trí thứ hai đó là chú chó mang số báo danh 03 đến từ Italia. Và xếp vị trí thứ ba là chú chó mang số báo danh 02 đến từ Lào Cai. Lúc này là những sự cạnh tranh rất gắt gao ở vị trí thứ hai giữa chú chó đến từ Lào Cai và chú chó đến từ Italia. Và chú chó mang số báo danh 02 đến từ Lào Cai đã vươn lên xếp vị trí thứ hai. Một pha bứt tốc kinh hoàng của chú chó đến từ Lào Cai. Một chú chó đen khác cũng đang vươn lên ở vị trí thứ ba, đó là chú chó mang số báo danh 09 đến từ vùng Đông Lào. Những bước chạy rất nhanh ở bên mép tay phải. Ở đường đua cuối cùng đó là chú chó mang số báo danh 07 đến từ Ukraine cũng đang có những bước chạy rất tổng tốc. Và bây giờ thì chú chó đến từ Đông Lào đã vươn lên vị trí thứ hai. Dẫn đầu vẫn đang là chú chó đến từ Australia. Lúc này thì chúng ta không thấy chú chó đến từ Australia bởi vì bỏ xa một khoảng cách rất lớn với những vị trí tiếp theo. Cuộc đua vẫn còn khá dài và vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra. Đây là cuộc đua song cẩu giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Và như vậy là chú chó mang số báo danh 07 đã vươn lên. Rất kịch tính. Trong khi đó thì chú chó đến từ vùng Đông Lào vẫn đang có một khoảng cách rất an toàn với những vị trí thứ ba và thứ tư. Những bước chạy rất nhanh. Đang có một sự bỏ xa đối phương của chú chó mang số báo danh 07 đến từ Ukraine. Còn trên màn ảnh của chúng ta đang là vị trí dẫn đầu đoàn đua, chú chó đến từ Australia, chú chó mang số báo danh 03. Vẫn đang là sự độc tôn, nhưng chắc chắn là chú chó đến từ vị trí số 7 đang có một khoảng cách ngắn hơn. Những km cuối cùng và vẫn đang là một sự ổn định đến từ chú chó Australia. Những bước chạy rất thần tốc. Đang đến rất gần với chiến thắng rồi. Chỉ còn khoảng 600-700 mét nữa thôi cuộc đua này sẽ kết thúc. Và bây giờ chỉ là một cuộc cạnh tranh song cẩu giữa 03 và 07. Chú chó trắng và chú chó vàng vẫn đang bứt tốc ở những mét cuối cùng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Như vậy là chú chó đến từ Australia mang số báo danh 03 đã về nhất. Và về thứ hai đó là chú chó 07 đến từ Ukraine. Vị trí thứ ba đó là chú chó đen đến từ vùng Đông Lào. Tất cả 10 chú chó đang thở như chó sau khi đã hoàn thành cuộc đua. Xin chúc mừng vị trí đầu tiên với chú chó mang số báo danh 03. Chào mừng các bạn đến với VBET, nhà cái thể thao số 1 châu Á. VBET tự hào là nhà cái thể thao số 1 châu Á với hàng loạt các sản phẩm cá cược trực tuyến. Người chơi có thể tìm thấy tất cả những sản phẩm giải trí hot nhất hiện nay trên thị trường chỉ trong một ứng dụng VBET với những tính năng vô cùng nổi bật. Chỉ với 30 giây đăng ký tài khoản, đăng nhập dễ dàng cùng với sự bảo mật tuyệt đối. Nhận ngay code game chơi miễn phí, thắng, rút tiền thật không giới hạn dành cho thành viên mới. Đầy đủ những sản phẩm giải trí trực tuyến hot nhất hiện nay như thể thao điện tử, casino, keno sổ số, nổ hũ, bắn cá. Các kênh nạp tiền, rút tiền đa dạng, đảm bảo tốc độ nhanh chóng, chính xác cho người chơi. Ngập tràn khuyến mãi theo tháng, theo mùa và theo những dịp đặc biệt với những khoản thưởng cách xù, kèo bóng đá và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, thân thiện nhằm đảm bảo cho người chơi có những trải nghiệm cá cược tốt nhất. Cứ chơi là có quà, tải ngay ứng dụng WebBet để cùng nhau về bờ, anh em nhé.